Về chuẩn bị dạy thăm lưới các bạn. Hôm gài cũng quay cũng mấy clip rồi mà không có cá, mình cũng không có đăng. Hy vọng hôm nay có cá nha. Mình với cha đang chuẩn bị đi tới chỗ đánh lưới từ sáng các bạn. Lên hàng các bạn ơi, lại tiếp tục lên hàng. Cha phan lên cha. Lên hàng, lên hàng. Cá này cũng được chứ. Cá này cho khoảng 7 kg à. Nay con em nó đi hên quá, hổng gầy hai cha con đi tới quớt à, cá còn sống nhăn luôn nè. Giải đùng đùng luôn, cá còn xuống nhăn à. Nay có thằng em nó đi theo nè. Đó. Này hên nè. Tay đầu tiên không nghe nè. Tay lưới đầu tiên mà dính được dính được con cá này. Hy vọng mấy tay kia cũng kha khá ha. Lâu lâu làm bữa cho nó đậm cái. Cá này còn sống nhăn không? Phân cũng 4-5 tay rồi mà nó không có các bạn ơi. Chạy tới tay này coi thử rồi có không. Nước giờ nó rồng chảy cũng mạnh dữ rồi à. Gối dữ à. Rồi cà chăng tưởng con cá về đâu kìa lá. Cái
rồi thêm con cá cây nữa. Cái lưới này dài dữ ha, lưới này dài ghê, dài luôn. Rồi ta này cũng trù lũi luôn, tới dây rồi. Rồi bắn hết 10 tay lưới rồi các bạn ơi, 9 con còn một, giống như chiếc trước 9 con còn một. Thôi giờ về lấy lưới, mới về tới nhà xíu nữa bị nhốt ngoài luôn rồi các bạn ơi. Ông bác ông kéo đằng ngang cái xẻo, xíu nữa nhốt cái ra ngoài luôn rồi. Lên nhà, lên nhà. Cái cũng nặng mọi người ơi. Đây. Giờ mình lên dĩa nó cái nó được nhiêu ký? Dính được con cá mà để không biết nhiêu ký đây. 8 ký à. Con được 8 ký. 8 kg. 8 ký à. Đúng 8 ký. Rồi, video của mình cũng kết thúc tại đây ha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu mà cảm thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, share và ủng hộ cho mình nha các bạn. Vô vô cái hình thôi.